Bản tin tối 12 tháng 6 Nga tuyên bố phá hủy cường kích Su-25 của Ukraine Nổ khắp Crimea, S-400 của Nga nguy cơ bị hư hại Mỹ có thể sắp chuyển tổ hợp Patriot thứ hai cho Ukraine Mỹ cảnh báo Hungary về mối quan hệ với Trung Quốc Quan chức Hàn bị truy tố vì chuyển tiền trái phép sang Triều Tiên Mỹ sẽ bày thế trận thì là địa võng ngăn Trung Quốc xâm lược Đài Loan tiếng Việt trở thành ngôn ngữ chính thức ở San Francisco. Quý vị đang theo dõi bản tin tối thứ tư ngày 12 tháng 6 của ở Thời sự. Ngay sau đây sẽ là phần nội dung của bản tin. Ngày 11 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video cho thấy một máy bay không người lái của nước này đã phá hủy một máy bay phản lực Su-25 của Ukraine trong cuộc tấn công vào căn cứ không quân. Đoạn video dường như được quay từ UAV trinh sát tầm cao, cho thấy chiếc Su-25 Ukraine nằm trong bãi đỗ có công sự che chắn. Một xe cơ giới rời khỏi vị trí động máy bay không lâu trước khi diễn ra cuộc tập kích. UAV Lancet lao vào vị trí giữa cánh trái và động cơ của chiếc Su-25. Vụ nổ lớn bùng lên dường như đã làm rò rỉ nhiên liệu trong máy bay, dẫn tới đám cháy bao trùm toàn bộ phi cơ sau đó. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga không nêu rõ thời điểm xảy ra sự cố. Trước đó vào ngày 11 tháng 6, phía Moscow thông báo rằng quân đội Nga đã phá hủy một chiếc Su-27 và một chiếc Su-25 trong 24 giờ qua. Quân đội Ukraine chưa bình luận về những thông tin trên. Trong một động thái khác, nhiều vụ nổ đã xảy ra trên khắp Crimea cũng như tại một cộng đồng ở Krasnodar Krai của Nga vào dạng sáng ngày 12 tháng 6. Theo kênh Telegram Kremlin đưa tin, vào khoảng 2 giờ 47 phút sáng giờ địa phương, người ta nghe thấy tiếng nổ ở Sevastopol. Ngay sau đó, tiếng nổ vang lên ở các thành phố phía Tây, Yaparoria và Saki, cũng như cộng đồng phía Bắc Krasnoperskop. Vụ nổ cũng xuất hiện ở cộng đồng Amiansky ở Krasnodar Krai của Nga vào khoảng 4 giờ sáng giờ địa phương. Theo Kremlin, có thông tin chưa được xác nhận nói rằng một hệ thống phòng không S-400 có thể đã bị hư hại trong cuộc tấn công. Thống đốc của Sevastopol do Nga bổ nhiệm, ông Mikhail Rabotseyev, tuyên bố rằng đã có báo cáo về thiệt hại do cuộc tấn công gây ra. Trong một thông tin khác, các quan chức cấp cao của Washington nói với tờ báo New York Times vào ngày 11 tháng 6 rằng Hoa Kỳ sẽ viện trợ thêm cho Ukraine một hệ thống tên lửa Patriot. Theo báo Mỹ, quyết định này được tổng thống Joe Biden chấp thuận. Thông tin được đưa ra khi Ukraine thúc giục các đối tác tăng cường viện trợ hệ thống phòng không trong bối cảnh nga tấn công dữ dội vào tỉnh Kharkiv. Đây sẽ là hệ thống Patriot thứ hai mà Hoa Kỳ cung cấp cho Ukraine, bên cạnh một loạt đạn tên lửa bổ sung cho hệ thống này. Các quan chức Washington cho biết quyết định của ông Biden được đưa ra vào tuần trước sau một loạt cuộc họp cấp cao và tranh luận nội bộ về cách đáp ứng nhu cầu cấp thiết của Ukraine về việc tăng cường phòng không mà không gây nguy hiểm cho khả năng sẵn sàng chiến đấu của Hoa Kỳ. Theo giới quan chức, hệ thống Patriot mà Mỹ sẽ biện trợ cho Kyiv đang được triển khai ở Ba Lan. Hệ thống này có thể đến tiền tuyến của Ukraine trong vài ngày tới, tùy thuộc vào hoạt động bảo trì hoặc sửa đổi được yêu cầu. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 6, đặc phái viên Hoa Kỳ tại Budapest đã cảnh báo chính phủ Hungary rằng mối quan hệ chính trị và kinh doanh chặt chẽ với Trung Quốc thường đi kèm với những ràng buộc và lợi ích thường được trả bằng chủ quyền. Trong bài phát biểu trước các công ty Hoa Kỳ đã đầu tư vào Hungary tại phòng thương mại Hoa Kỳ, đại sứ David Pressman đã chỉ trích Hungary vì đã làm ăn với Trung Quốc dựa trên các hợp đồng không minh bạch đầy dễ tham nhũng. Ông cũng chỉ trích chính phủ Hungary vì đã cho phép công nhân Trung Quốc vào Hungary và vì sự hợp tác an ninh giữa hai nước cho phép cảnh sát Trung Quốc hiện diện tại Hungary đại sứ Pressman cho biết Hoa Kỳ cũng làm ăn với Trung Quốc, nhưng theo cách minh bạch, dựa trên các quy tắc rõ ràng và với sự quan tâm đúng mức đến lợi ích an ninh của các đồng minh. Mối quan hệ giữa Budapest và Washington đã trở nên căng thẳng vì Hungary chỉ hoãn việc phê chuẩn việc gia nhập NATO của Thụy Điển. Cuối cùng đã được Budapest thông qua vào tháng 2, và cũng vì mối quan hệ nồng ấm của Thủ tướng Orbán với Moscow bất chấp cuộc chiến ở Ukraine. Phát biểu của ông Pressman được đưa ra một tháng sau khi Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm Hungary, điểm dừng chân cuối cùng của ông trong chuyến thăm châu Âu đầu tiên sau 5 năm. Ông Tập gọi mối quan hệ Trung Quốc-Hungary là quan hệ đối tác chiến lược trong mọi điều kiện. Hungary, dưới thời Thủ tướng Viktor Orbán đã trở thành đối tác thương mại và đầu tư quan trọng đối với Trung Quốc, trái ngược với một số quốc gia EU khác đang cân nhắc đến việc ít phụ thuộc hơn vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Trong một thông tin, Ngày 12 tháng 6, các công tố viên Hàn Quốc truy tố lãnh đạo đảng đối lập Lee Jae-myung vì nghi dính líu đến vụ chuyển tiền trái phép sang Triều Tiên cách đây 5 năm. Theo văn phòng công tố quận Seoul, khi còn giữ chức thống đốc tỉnh Yeonji, ông Lee đã yêu cầu tập đoàn Sang Bang chuyển trái phép 8 triệu USD sang Triều Tiên trong khoảng thời gian từ 2019 đến 2020 thông qua phó thống đốc Lee Hoa Jung để tạo điều kiện thuận lợi cho chuyến thăm dự kiến của ông Lee tới Bình Nhưỡng. Văn phòng công tố cáo buộc ông Lee tội hối lộ bên thứ ba và vi phạm đạo luật giao dịch ngoại hối liên quan đến vụ chuyển tiền sang Triều Tiên. Với bản cáo trạng mới nhất, ông Lee, lãnh đạo Đảng Dân Chủ sẽ phải đối mặt với vụ việc thứ tư và ngoài ba vụ việc đang được xét xử tại tòa án trung tâm Sun liên quan đến các cáo buộc hối lộ, vi phạm luật bầu cử và khai man. Chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, Đô đốc Samuel Paparo, chỉ huy bộ tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ mới đây nói rằng quân đội Mỹ có kế hoạch sử dụng hàng nghìn thiết bị không người lái ở dưới biển, trên mặt nước và trên không để tạo thành thế trận thiên la địa võng nhằm ngăn chặn Trung Quốc xâm chiếm Đài Loan. Nhà báo George Rosin của tờ The Washington Post tiết lộ hôm 10 tháng 6 rằng quân đội Mỹ đang lên kế hoạch cảnh tượng địa ngục để ngăn chặn Bắc Kinh tấn công Đài Loan. Ông Rosin gần đây đã phỏng vấn đô đốc Samuel Paparo tại Hội nghị An ninh Đối thoại Shangri-La ở Singapore. Ông Paparo nói rằng trong phạm vi tuyến đường thủy, dài khoảng 160 km của eo biển Đài Loan, từ trên trời cho đến dưới biển, quân đội Hoa Kỳ đang chuẩn bị triển khai hàng nghìn tàu ngầm không người lái, tàu không người lái và máy bay không người lái. Một khi quân đội Trung Quốc bắt đầu vượt eo biển, phía Washington sẽ ngay lập tức biến eo biển Đài Loan thành địa ngục với những thiết bị không người lái để câu giờ cho Đài Loan. Mỹ và các lực lượng đối tác tiến hành một cuộc phản công toàn diện. Đô đốc Paparo cho biết, Trung Quốc hy vọng có thể xâm lược Đài Loan trong thời gian ngắn nhanh và mạnh mẽ nhằm chiếm được quốc đảo trước khi thế giới kịp hành động. Theo ông Paparo, Bắc Kinh có thể tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào Đài Loan mà không có bất kỳ cảnh báo nào. Ông Paparo nói, Công việc của tôi là bảo đảm rằng từ nay đến năm 2027 và sau đó quân đội Mỹ và các đồng minh của chúng tôi có thể giành chiến thắng. Tôi muốn sử dụng một số vũ khí bí mật để biến eo biển Đài Loan thành một cảnh tượng địa ngục với những thiết bị không người lái. Như vậy tôi có thể khiến họ khôn đốn trong một tháng và tôi có thời gian chuẩn bị cho những việc khác. Khi được hỏi chi tiết, đô đốc Mỹ cho hay tôi không thể nói cho mọi người biết trong đó có gì, nhưng đó là điều chân thực và hơn nữa có thể thực hiện được. Ông Paparo giới thiệu ngắn gọn rằng sách lược cảnh tượng địa ngục của Mỹ sẽ là chìa khóa để ngăn chặn tham vọng của Trung Quốc. Trước đó, thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Kathleen Hicks cho biết bài phát biểu vào ngày 6 tháng 9 năm 2023 rằng. Hoa Kỳ sẽ phát triển hàng nghìn hệ thống trí tuệ nhân tạo trên biển, trên bộ và trên không, nhằm chống lại thách thức mà Trung Quốc đặt ra đối với vị thế chiến lược của Hoa Kỳ và ngăn chặn Bắc Kinh dùng vũ lực xâm chiếm Đài Loan. Đô đốc Paparo nói thêm rằng: Các nước phương Tây vẫn luôn cố gắng thuyết phục Trung Quốc thực hiện cải cách chính trị trong suốt 40 năm qua nhưng đều thất bại, và châu Á hiện đã bước vào thời kỳ nguy hiểm hơn. Ông Paparo nói: Khu vực này có hai lựa chọn. Thứ nhất là họ có thể chịu khuất phục và cuối cùng từ bỏ một số quyền tự do hoặc là họ có thể trang bị vũ khí đến tận chân răng. Hai tình huống này đều trực tiếp ảnh hưởng đến sự an toàn, tự do, hạnh phúc và lợi ích của công dân Mỹ. Ông Paparo tiết lộ rằng, Mỹ cũng đang học hỏi kinh nghiệm của Ukraine trong việc sử dụng công nghệ không người lái đổi mới trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, theo dự báo về xung đột ở eo biển Đài Loan của đa số viện nghiên cứu ở Mỹ, nếu hệ thống vũ khí không người lái chưa sẵn sàng khi Trung Quốc xâm chiếm Đài Loan, nó có thể sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra chiến tranh kéo dài hải quân và không quân Mỹ sẽ chịu tổn thất nặng nề và chiến sự sẽ mở rộng sang các nước đồng minh của Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Philippines. Nhà báo George Rosin nói rằng, không ai muốn chứng kiến một cuộc chạy đua vũ trang ở châu Á, nhưng nếu chính quyền Trung Quốc nhất quyết chạy đua vũ trang, thì Mỹ và các đối tác của mình cũng không để mình chịu cảnh thất bại. Chuyển sang phần tin cuối. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 6 theo giờ Mỹ, Hội đồng Giám sát thành phố San Francisco tiểu bang California đã bỏ phiếu nhất trí tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức của thành phố. Theo đó, cơ quan chức năng San Francisco phải dịch thuật toàn bộ các nội dung thông báo của chính quyền thành phố sang tiếng Việt cho cộng đồng gốc Việt ở đây. Từ năm 2001, Hội đồng Giám sát thành phố San Francisco thi hành sắc lệnh về tăng cường tiếp cận ngôn ngữ cho các cộng đồng bị giới hạn về năng lực tiếng Anh. Nội dung sắc lệnh yêu cầu các cơ quan chức năng của San Francisco phải dịch thuật tiếng Anh sang bất kỳ ngôn ngữ nào có ít nhất 10.000 dân. Theo quy định mới, hội đồng đã giảm ngưỡng này xuống còn 6.000 người, cho phép tiếng Việt gia nhập danh sách trước đó chỉ bao gồm tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Philippines. Thống kê chính thức cho thấy, có 6.791 cư dân thành phố được xác định là nhóm chủ yếu nói tiếng Việt. Giờ đây, thành phố sẽ cung cấp dịch vụ dịch thuật qua điện thoại, văn bản, trên website, các thông báo và những dịch vụ chính thức khác bằng tiếng Việt. Thưa quý vị, bản tin tối của DKN Thời sự đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.